Ayo, chào mừng các em đã quay trở lại, mình là Leo. Khả năng hỗ trợ của Furina thật sự rất là thoải mái và vô cùng đáng kinh ngạc. Cô ấy có khả năng hỗ trợ rất tốt đa số những cái đội hình, thậm chí là đội hình những cái nhân vật cũ hoặc là những cái nhân vật mới xuất hiện tại fansen. Và thay Leo, Furina là nhân vật phá game nhất ở trong cái nội dung về đội hình. Nhưng mà tuy phá game, tuy mạnh như vậy, nhưng mà một số anh em vẫn chưa có thể tìm ra được một cái đội hình mình cảm thấy hài lòng về Furina. Vì vậy cho nên là trong nội dung hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu những đội hình mạnh nhất của Furina, cũng như là cách combo, cách xây dựng những nhân vật xung quanh như thế nào. Và ở phần cuối của nội dung thì Leo cũng có bổ sung thêm chỉ số tốt nghiệp của Furina dựa trên các vũ khí thông dụng. Anh em nào quan tâm chúng ta có thể tham khảo. Đầu tiên, về vai trò hỗ trợ sát thương nền và tăng sát thương cho đội thì Furina có những cái nét tương đồng cùng với lại Yelan, Mona và Shinchil. Điều đó khiến cho là cô ấy có khả năng thay thế ba nhân vật trên trong đa số đội hình, tạo ra một cái sự đa dạng rất lớn về đội hình của Furina đối với là hệ thống cũ và nhân vật cũ. Và Leo xin phép liệt kê nhanh một số những cái đội hình phổ biến mà anh em hay sử dụng. Đầu tiên là có thể thay thế Mona ở trong đội đóng băng truyền thống của Ayaka. Trong đội này thì sát thương của Furina tương đối lớn và thời gian hỗ trợ cũng thoải mái hơn, nên là Kazuha của anh em cần phải quyết tăng kép cả băng và thủy. Ngoài ra, vị trí Diana lúc này thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng nhân vật trị liệu hỗ trợ hệ băng mới Charlotte rất là hiệu quả. Charlotte thì cũng có thể sử dụng bộ tông thất, tuy nhiên là bởi vì thời gian nổ kéo dài lên tới tận 20 giây nên thông thường người chơi sử dụng bộ kết hợp. Về pháp khí, các anh em có thể sử dụng Nguyễn Thiên Không từ phần mật điển hay là con ngư tuyên thệ. Và đây chính là cái đội truyền thống của Ayaka, chứ còn đội hệ thống sen hơn thì Furina không thể thay thế cái vị trí của Kokomi được, nên là lúc này buộc phải thay thế cái vị trí của Kazuha. Thứ hai đó chính là thay thế Yelan ở trong đội của kẻ lang thang. Thì ở trong đội này Layla không có khả năng hồi máu nên là chúng ta nên thay thế thành Diana. Cũng tương tự với lại kẻ lang thang, tuy nhiên là bởi vì cái tính cận chiến của sao nên Leo nghĩ rằng là anh em cần phải có một cái nhân vật tạo khiên, ví dụ như là John Lee hỗ trợ. Điều này sẽ cực mạnh khi mà các anh em có Jin của mình 4 có khả năng giảm kháng phong. Còn nếu anh em nào chúng ta tự tin về khả năng chiến đấu, né tránh của mình thì các anh em hoàn toàn có thể thay thế John Lee thành Bennett hoặc là Faruzan của mình 6. Tiếp theo thì Furina có khả năng thay thế Yelan để hỗ trợ những nhân vật DPS chính như đầu tiên là Dilok, sau đó là Shino, Ayato, Eola, Ito, rồi Kerchin nữa, rồi đội song thủy của Yanfei, đội Yomiya. Trong đội này thì các anh em cũng thể thay thế Bennett bằng Jin. Còn đội của Klee là bốc hơi ngược nha các anh em, các combat của Furina sẽ tạo phản ứng bốc hơi. Và cuối cùng đó chính là hai đội Hu Tao song thủy và Nilushumsha. Và đó chính là những cái đội mà Furina hoàn toàn có khả năng đi được rất là mạnh mẽ. Nhưng mà những cái đội mạnh nhất của Furina thì sao? Chúng ta cùng đến với lại top 10 những cái đội điều đánh giá tốt nhất dành cho Furina. Đội đầu tiên, Furina quốc dân. Sát thương tốt, tuy mà không bằng đội lưu thần quốc dân nhưng mà được cái là không bị hất văng, rất là dễ chiến đấu trong thực chiến. Đội này các em có thể thay thế Shinchil bằng Kazuha, lưu thần, Fischl hoặc là Sprout. Đội thứ hai, đội triệu hồi. Lấy triệu hồi làm cốt lõi, những con đệ triệu hồi sẽ tự động tấn công tràn màn hình luôn. Đúng là cách xây dựng của đội này á, thì bởi vì không có hệ thảo để mà tạo ra phản ứng sinh trưởng, mà chủ yếu là cái phản ứng nó sẽ là phản ứng điện cảm mà thôi. Nên là chúng ta sẽ không xây dựng tinh thông nguyên tố mà vẫn tập trung chính vào cái việc xây dựng tấn công tỷ lệ bạo sát thương bạo đối với lại Yamiko và Fischl. Tiếp theo, ở vị trí thứ 8 của chúng ta, đội tứ thần. Gây sát thương bằng nở rộ nên là lưu thần các em cần phải build tinh thông nguyên tố. Gây sát thương rất là ổn định và có khả năng tự động tiêu diệt quái. Nhưng mà nhược điểm đó chính là không có đồng đồ trị liệu. Vì vậy cho nên nếu mà muốn trị liệu, một là chúng ta sử dụng Furina chuyển qua cái trạng thái trị liệu. Hai đó chính là thảo thần Nahida sử dụng pháp khí mẫu kim phách. Còn ở vị trí thứ 7, Rasli đóng băng. Thì đồ này sát thương không bằng Rasli tăng chảy, tuy nhiên là có khả năng đánh khống chế cũng như là đối phó đơn mục tiêu tương đối tốt. Và ở vị trí thứ 6 của chúng ta, Ayato thuần thủy. Ayato tiếp tục kết hợp cùng với lại bộ ba Yelan, Furina và Jin. Các nhân vật ở trong đội luôn chuyển năng lượng, giảm đáng kể cả áp lực nạp. Và thực chiến thì đây là một trong những đội gây sát thương tốt nhất của Ayato thời điểm hiện tại. Tiếp theo đến top 5 của chúng ta,
hầu gái và nữ hoàng. Trong đội này thì các anh em sẽ thay thế Junjin bằng Abido hoặc là Zhongli. Hoặc nếu anh em nào chúng ta không thích đi ba nham thì chúng ta cũng có thể đi là hai nham hai thủy. Thì lúc này Junjin các anh em có thể thay thế bằng Mona hoặc là Yela. Đặc điểm của đội này đó chính là Noel có khả năng hồi phục máu cho cả đội, rất phù hợp với lại cái cơ chế đốt máu tăng sát thương của Furina. Ngoài ra thì Furina đốt máu, điều đó khiến cho Noel của chúng ta lúc này cũng có thể sử dụng rất tốt bộ thợ săn Mechushi giải quyết cái vấn đề tỷ lệ bạo đối với là cô ấy. Trong đội này, các nhân vật ở trong đội đều tập trung vào kỹ năng nổ, vì vậy cho nên là các anh em cần phải đảm bảo vấn đề năng lượng. Còn Noel thì bản thân không có khả năng tạo hạt năng lượng, vì vậy cho nên các anh em cần phải combo hợp lý, đảo nhân vật nhanh để mà có thể nhận được những cái hạt năng lượng tạo ra từ những cái đồng đội nham của mình. Và đây là chỉ số Noel của Leo với bộ thợ săn Mechushi, các anh em có thể tham khảo. Ở vị trí thứ tư của chúng ta đó chính là sự kết hợp của Furina và Anatom. Anatom ở trong đội này vừa đứng sân gây sát thương trực tiếp, vừa có sát thương của nở rộ hỗ trợ Anatom tạo ra một cái lượng sát thương hỗn hợp. Ở trong đội này thì các anh em cũng có thể thay thế Bayou bằng Nahida Thảo Thần. Thì lúc này khả năng gây ấn thảo với là hỗ trợ sát thương đã tốt hơn, tuy nhiên là giảm sút cái khả năng trị liệu cũng như là mất khả năng kháng gián đoạn. Đến với lại top 3, một tình yêu đích thực dành cho hệ thủy, đội thuần thủy của Kokomi. Đây chính là một trong những cái đội đa trục mà các nhân vật có khả năng hỗ trợ kết hợp cùng với lại nhau một cách rất là đáng kinh ngạc. Kokomi sẽ đứng sân, còn Dây Lan với lại Furina vừa gia tăng sát thương vừa hỗ trợ sát thương nền. Ba nhân vật thủy chúng ta luôn chuyển năng lượng với lại nhau cực kỳ tốt, chắc chắn là các em sẽ không thiếu năng lượng. Và ở phía sau thì chúng ta lại có Kazuha, vừa tăng sát thương vừa giảm kháng thủy nữa. Và khi mà thực chiến sử dụng thì đúng giống như là mèo con với lại Tom chia sẻ các em, xung quanh kẻ thù chỉ toàn là nước. Ở trong đội này thì Kokomi đứng sân, Bill gây sát thương, nên là trấn bắn đầu nút của Kokomi đã có khả năng phát huy tác dụng. Và thông thường thì người chơi sẽ sử dụng bộ 4 xà cừ đại dương cho Kokomi. Ở trong đội này thì các em cũng có thể thay thế Kokomi thành Barbara, Dây Lan thành Shinchill. Còn Kazuha thì chúng ta thể sử dụng một cái nhân vật hệ phong có khả năng gom quái, ví dụ như là Linnes, Venti hay là Hay Dâu để mà thay thế. Và xếp ở vị trí thứ hai của chúng ta, Lôi Động Cửu Thiên, Furina đi cùng với lại Lôi Thần. Ở trong đội này thì Lôi Thần vừa đứng sân bùng nổ, vừa cung cấp năng lượng cho những cái đồng đội phía sau, đánh kỹ năng nổ một cách trơn tru, không hề có một sự gián đoạn nào, tạo ra một cái màn tấn công miên man bất tuyệt giống như là đội Lôi Thần Quốc Dân. Tuy nhiên là chỉ có phản ứng điện cảm thôi, nên là không bị hất văng quái. Đội này thì yêu cầu Lôi Thần của mình không thôi, tuy nhiên nếu mà anh em nào mà chúng ta có Lôi Thần của mình 2 thì nó còn cháy hơn, nó bùng nổ hơn rất là nhiều. Và đội mạnh nhất của Furina không ai khác đó chính là đội Furina và Thủy Long Vương. Đội này thì lấy New Ballet làm nòng cốt đi bé chính, không chú trọng vào phản ứng, chủ yếu là dựa vào cái khả năng tăng sát thương của Furina và Kazuha để tăng sát thương cho New Ballet. Ở vị trí hồi máu thì các em có thể thay thế Bayou bằng Charlotte. Lúc này thì các em đã có thể đánh khống chế đóng băng quái. Ngoài ra thì đội này phù hợp với lại New Ballet cung mệnh 1 hơn so với lại New Ballet cung mệnh 0. Ở mức độ cung mệnh 0 thì New Ballet các em nên đi cùng với lại Zhongli, nó sẽ ổn định hơn. Còn Kazuha thì lúc này chúng ta cũng có thể thay thế bằng Jin. Và đây chính là top 10 những cái đội mạnh nhất của Furina. Trong những cái đội này thì Furina của chúng ta build hỗ trợ sát thương nền. Thông thường khi mà đi song thủy hoặc là đi cùng với lại Lôi Thần, hiệu quả nam của Furina các em chỉ cần khoảng chừng trên 140%. Thì lúc này chúng ta sẽ có nhiều chỉ số hơn để mà gia tăng vào lượng máu tối đa, tỷ lệ bạo và sát thương bạo. Còn trường hợp Furina của anh em không có đồng đội hỗ trợ cũng như không có vũ khí tây phong hỗ trợ năng lượng thì hiệu quả nam của anh em lúc này cần phải trên 160 đó. Thì bắt buộc là chúng ta phải giảm bớt máu tỷ lệ bạo sát thương bạo của chúng ta xuống để mà tăng vào hiệu quả nam. Và cuối cùng, trường hợp khi mà các em đầu tư Furina cung mệnh 2, bản thân cô ấy lúc này có khả năng tự gia tăng máu của mình lên tới 21.000. Vì vậy cho nên là áp lực đối với lại lượng máu tối đa không còn nữa, các em có thể giảm bớt cái lượng máu tối đa của ấy xuống còn khoảng chừng 30.000 để mà gia tăng thêm cái khả năng gây sát thương bằng cách tăng vào tỷ lệ bạo và sát thương bạo. Và đó chính là những cái chỉ số đề xuất của Furina các em có thể tham khảo để mà hoàn thiện nữ thần của mình hơn. Còn bây giờ thì các em có thêm những cái góp ý nào về Furina để mà giúp chúng ta hoàn thiện hơn, đừng quên để chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để mà anh em chúng ta cùng nhau nghiên cứu thêm. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những nội dung sau.